Sáng 1 tháng 7, Công an thành phố Thuận An tổ chức lễ phát động triển khai luật căn cước và tổ chức tuyên truyền thu nhận cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước trên địa bàn thành phố, triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới so với luật căn cước công dân 2014. Trong đó, chuyển từ cấp căn cước công dân sang thẻ căn cước, cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch. Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các đối tượng theo số liệu tính đến 1 tháng 7, gồm công dân dưới 6 tuổi là 24.500 trường hợp, công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi là gần 57.000 trường hợp, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm căn cước trên 5 .000... Hàng trường hợp và các trường hợp cấp đổi cấp lại công dân có nhu cầu cấp đổi